đỏ khiêu vũ thể thao. Mình là cô giáo Thùy Dương. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn kỹ thuật đánh hông trong vũ điệu cha cha cha. Làm thế nào để chúng ta đánh được cái hông của mình thật là duyên dáng và uyển chuyển, kết hợp với tay và chân để chúng ta có một bước nhảy thật là đẹp, thu hút. Hôm trước mình đã giới thiệu cho các bạn bài kỹ thuật đánh hông trong vũ điệu cha 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 phần bài 1. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài 2. Ở bài 2 này, chúng ta sẽ tập trung cao độ vào phần hông, chân và kết hợp với tay. Vậy thì để có một cái hông đẹp, chúng ta phải đánh được cái hông số 8. Mình đã có một cái clip làm riêng cho các bạn về cái phần hông số 8 trong vũ điệu thể thao. Vậy thì các bạn hãy thường xuyên tập luyện hàng ngày để chúng ta làm sao mở được cái phần hông và uốn lượn theo hình số 8. Chúng ta thường xuyên tập luyện cái bài tập bổ trợ, nó sẽ làm cho các bạn giãn các phần cơ hông ra thì chúng ta sẽ uốn lượn được cái phần hông số 8. Khi mà nhảy cái bước cha 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 thì các bạn phải kiễng chân lên như này. Chúng ta cái bước đệm cha 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 thì các bạn chỉ dùng cái gan bắn chân thôi chứ không dùng cả bàn chân. Đấy, khi bước thì chúng ta sẽ nhảy cha 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 bằng cái gan bắn chân như thế này. Đấy, các bạn lưu ý lại này. Đấy, 1 kiễng chân lên. Cha cha cha. 2 cha cha cha. 3 cha cha cha. 4 cha cha cha. Đấy, chúng ta đẩy chân lên. Sau đó thì các bạn di chuyển lùi xuống, nhớ là dùng gan bắn chân. 1 2 kiễng chân này, cha cha cha, hai chân sát vào nhau. 2 cha cha cha. 3 cha cha cha. 4 cha cha cha. Thì kỹ thuật ở đây chúng ta sẽ đan chéo chân và dùng gan bắn chân để đẩy cha 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 kết hợp với hông số 8. Rồi mình sẽ quay ngược lên trên để cho các bạn tiện theo dõi và quan sát nhé. Chúng ta sẽ đứng thẳng, vai mở ra, chân trái các bạn đưa sang bên cạnh, kiễng mũi bàn chân lên, được chưa nhỉ? Sau đó chúng ta đánh hông 5 6 7 8, thu chân về. Đấy, sau đó các bạn đẩy chân phải sang 1 2 cha 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 hông số 8. 2 cha cha cha. 3 cha cha cha. 4 cha cha cha. Các bạn lưu ý là chúng ta cha cha cha, chúng ta kiễng chiễng chân lên như thế này để cho cái phần hông của chúng ta đẩy nhiều hơn. Nếu các bạn đẩy cả bàn chân như này thì nó sẽ rất là khó. Nhưng khi các bạn kiễng cái chân lên như thế này thì chúng ta sẽ đẩy dễ hơn. Rồi, hai bạn. 1 2 cha cha cha. 2 cha cha cha. 3 cha cha cha. 4 cha cha cha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bước cha cha cha. 1 2 cha cha cha. Tiến lên. 2 cha cha cha. 3 cha cha cha. 4 cha cha cha. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ có bước cha cha mở tiến ở trên nhật. Nhớ là khi mà chúng ta đi lên như này, chúng ta không thay đổi trọng tâm, tâm vẫn quay ở phía trước, được chưa nhỉ? Quay ở phía trước như thế này, chúng ta không vác người nhá, trọng tâm ở phía trước. Rồi chúng ta sẽ có bước cha cha tiến. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. 4 2 cha cha cha. Lưu ý là chúng ta đi bằng các hai bàn chân, được chưa nhỉ? Cha cha cha. Rồi mở đùi là 2 3 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. 4 2 cha cha cha. Rồi tiến lùi 2 3 1 2 cha cha cha. Chúng ta chéo chân đi và kiễng chân lên nhé. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. 4 2 cha cha cha. Chúng ta sẽ được học kết hợp với tay như sau, được chưa nhỉ? Ở bước mở lùi và chúng ta sẽ có một bước lùi và một bước quay nửa vòng. 1 là lùi này. 2 cha cha cha. Quay bước chân phía chân trái của mình lên. 2 2
thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kết hợp với các cái bước cha 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 vừa rồi với tay của mình xin nhỉ. Rồi kết hợp với tay nhé. Tư thế chuẩn bị 2, 3, 5, 6, 7, 8. Thu chân về. Động tác này thì chúng ta chỉ có đánh tay thôi. 2, 3, 1, 2, cha cha cha. 2, 2, cha cha cha. Tay mở. 3, 2, cha cha cha. 4, 2, cha cha cha. Rồi cha cha cha. Tiến lùi. À, bước ngang. Chúng ta kết hợp tay này. 1, 2, cha cha. Tay. Một tay ôm vào bụng, một tay sẽ để ra sau được chứ nhỉ? 2, 2, cha cha cha. 3, 2, cha cha cha. 4, 2, cha cha cha. 5, 2, cha cha cha. 6, 2, cha cha cha. 7, 2, cha cha cha. Và 8, 2, cha cha cha. Nhớ là tay rất mạnh lên, ngón tay của chúng ta sẽ đưa mở đẹp như thế này. Lùi xuống, nhớ là di chuyển bằng gan và chân. Tiếp theo chúng ta sẽ có bước mở tiến hai tay. 2 3 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. 4 2 cha cha cha. Thì cái động tác ở đây các bạn nên là khi mà chúng ta mở như này thì hai chân của các bạn khép vào nhau như thế này và dồn trọng tâm lên chân đằng trước, mũi chân mở ra nha, được chưa nhỉ? Và người thì chúng ta đổ ra sau, tay buông thẳng lên, ngón tay mở ra, được chưa nhỉ? Quý nhỉ? 2 3 hai chân áp sát vào nhau. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha cha. 4 2 cha cha cha. Rồi chúng ta có mở lùi. 2 3 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. Mở lùi các bạn có thể lùi một tay cũng được, mở lùi hai tay cũng được. Đấy, mở lùi chủ yếu là lùi chân. Nhớ là chúng ta khi di chuyển cha cha cha, hai chân bằng gan bằng chân mở ra. Bây giờ mở lùi một tay. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. Các bạn lưu ý là khi mà chúng ta mở lùi thì chúng ta không đổ hết trọng tâm này ra đằng sau mà chúng ta để trọng tâm lên phía trước. Thì nhờ, mở lùi nhìn, ánh mắt luôn luôn nhìn về phía, ánh mắt luôn luôn nhìn về phía trước. Thì nhờ, nhìn về phía trước như này thì chúng ta không nhìn quay thẳng quay ngang như thế này. Đấy, chúng ta phải nhìn hẳn về phía trước, đổ người ra sau, tay không đẹp như thế này. Thì nhờ, đổ trọng tâm ra sau. Đấy. Rồi sau đây xin mời các bạn sẽ đi học bước cha 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 tiến lùi, kết hợp hai tay di chuyển tiến và lùi. Nào, bây giờ các bạn chú ý nhé, ta sẽ đứng thẳng người lên nào. 2 3 1 thì các bạn bước chân xuống dưới này. 1 2 cha cha cha, kéo chân đi bằng gan bằng chân. 2 2 cha cha cha. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. Đấy, các bạn có thể mà đưa tay của mình lên, các bạn nhìn lại. 2 3 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. 1 2 cha cha cha. 2 2 cha cha cha. Nhớ là đi bằng gan bằng chân của mình. Rồi tiếp theo chúng ta có bước cha 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 đuổi. Cha 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 đuổi nửa vòng, chúng ta sẽ quay nửa vòng và kết hợp với tay này. 1 2 cha cha quay, đưa tay này. 2 2 cha cha cha. 3 2 cha cha quay nhanh. 4 2 cha cha cha. 5 2 cha cha cha. 6 2 cha cha cha. 7 2 các bạn khi mà xoay thì các bạn có thể là xoay nhanh cái bàn chân của mình để cho cái bước nhảy của chúng ta nó sẽ mạnh mẽ hơn, đẹp hơn, và khi mà chúng ta mặc các cái trang phục thì váy sẽ quay lên rất là đẹp, xin nhỉ? Rồi sau đây chúng ta sẽ ôn lại toàn bộ chuỗi động tác, sau đó chúng ta sẽ khớp nhạc để cho quen với các cái bước chảy của ngày hôm nay nhé. Lưu ý là khi tập các bạn phải đứng thẳng lên, đánh cái phần hông số 8 và kiễng chân của mình lên. Rồi bắt đầu nào. Sau đây chúng ta sẽ đi ôn toàn bộ động tác cha 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 kết hợp có tay nhé. 2 3 1 2 3 4
chân về. Đấy, 2, 3 chân phải. 1, 2, cha cha cha. 2, 2, cha cha cha. 3, 2, cha cha cha. 4, 2, cha cha cha. Đó các bạn, đi lùi xuống 2, 3, 1. Rồi sau đây mời các bạn sẽ cùng đi khớp nha.